giáo đang có tiết dự giờ tại Đà Lạt. Wow. Bạn em bị gãy tay nên nhờ em xin địa chỉ giùm ạ. Trời ghê chưa? Phương ơi, em xin thật ý, chắc anh thích em thật rồi, giờ phải làm sao đây? Em nghĩ khi thích một ai đó thì đừng chỉ nhìn vào bề ngoài của họ. Anh biết, mà còn phải nhìn lại bề ngoài của mình. Ở một diễn biến khác, công việc chính của anh là gì mà lại đi làm nghề này? Anh làm nghề đa cấp, cái gì anh cũng bán. Phương nào chứ, Phương này vẫn lịch sự lắm. Em ăn cơm chưa, Phương về chưa? Chúc em có ngày làm việc hiệu quả, ấm áp, may mắn và nhiều niềm vui nhé. Phương đang ăn à? Nick Phương xinh đẹp, tối nay đi cà phê với anh đi. Chúc tiểu thư giáp bàn sinh nhật vui vẻ, tràn đầy may mắn với nhiều sức mạnh để thực hiện mọi ước mơ của em nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Trấn Thành bị tố hành xử không đúng mực, luôn miệng nói đạo lý nhưng ngoài đời trái ngược, cố tình bao cả rạp đến khi có người đề nghị mua lại liền từ chối. Anh cần sự riêng tư em ơi. What the hell? Vô chúc mừng rồi hỏi có một câu mà anh block mình luôn, cũng xui. Nhà bà nữ đạt 1 tỷ lượt view, chúc mừng anh, hôm nay anh có bao rạp nữa không? Nội dung này không hiển thị. Lên phim thì bố già, ở ngoài thì bố đời. Câu chuyện đôi khi cũng cần phải nghe từ hai phía. Ai chứ Trấn Thành là người sống vui vẻ hòa đồng, luôn yêu thương giúp đỡ người khác. Đấy là Trấn Thành bạn tôi. Chứ còn Trấn Thành này thì tôi không chắc. Cứ phải đợi ngài livestream khóc lóc thanh minh mới rõ được. Quá chuẩn luôn. Tiền nhiều thích riêng tư thì làm phòng chiếu phim ở nhà mà xem. Từ giờ vợ tao mà đòi đi xem phim thằng này tao ăn thua luôn. Tối qua mình cũng có ở đó, mình đứng chứng kiến vụ này từ đầu đến cuối luôn. Đợi tí mình rửa chén 5 phút mình kể chi tiết cho mọi người nghe. À đầu. Mắc gì cưới Harry xong quen Ali dị bà. Kiểu gì? Sợ thấy hôn Ali trong rạp hay gì? Bị sư tử sổng chuồng cắn, người phụ nữ liều chiến, cắn lại khiến sư tử sợ hãi bỏ chạy. Nani? Chúng mày đã thấy sức mạnh của bọn tao chưa? Cho con này là nó ở nước ngoài chứ ở Việt Nam gặp vợ tao thì xác định. Tấm chiếu mới gặp tấm chiếu U40. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôn Phạm, không có gì buồn hơn việc một cô gái vừa chạy xe vừa khóc. Thanh niên này chưa bao giờ gặp cảnh vừa lái xe vừa đau bụng muốn đi vệ sinh mà đường thì tắc. Quá chuẩn luôn. Chắc Tun chưa gặp người vừa chạy xe vừa mắc ỉa và gặp đèn đỏ 1 phút. Vậy nếu cô ấy vừa chạy xe vừa cười thì hẳn là mới được gazet inbox. Giác Minh Luật, ở đời ghét nhất cái kiểu khi chia tay mà còn thích tỏ ra mình là người cao thượng. Anh ta nói, thôi mình dừng lại nha, anh muốn em tìm được người xứng đáng hơn. Ủa, alo, sao lúc đầu không nói vậy đi, ăn nói xả lơi. Nhà sư này cũng biết bắt chen, ảo thật đấy, nhưng đúng phết. Nhất là những người bảo rằng lo cho sự nghiệp, hóa ra sự nghiệp người ta có chiều cao, cân nặng rõ ràng. Chép boy set, ban đầu anh nghĩ anh đủ tốt để có được tình yêu của em, nhưng sau khi chơi chán, à nhầm, yêu lâu rồi anh mới cảm thấy anh thực sự không xứng với em. À thế à? Anh bảo là cuộc đời em nhạt quá, dắt cho em tí niềm đau. Diễn tập giải cứu con tin của lực lượng chức năng Campuchia.
sao tôi hóng buổi diễn tập của Ấn Độ quá đi. Oh my god. Riêng Ấn Độ thì không phải bị bắn chết mà chết vì già. Giải cứu hay giải thoát, lỡ bị bắt cái, kêu thôi thôi, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát. Hiểu kiểu gì? Bảo sao bọn bắt con tin nó toàn kêu, không được gọi cảnh sát, hóa ra bảo đảm tính mạng cho con tin. Thôi ông bắn thế, ông quăng lựu đạn còn sướng hơn. Có thể bạn chưa biết, ở Nghệ An không gọi đây là con trâu. Ở Lào Cai không gọi đây là hướng dương. Ở Hải Phòng không gọi đây là tương ớt. Đặc biệt, Thái Bình 100% không hỏi quần áo khô chưa. What the hell? Nghệ An gọi là con nghé to. À thế à? Thái Bình hỏi quần áo còn ướt không à? Trước đây tao bảo mọi người là mỗi người Lào Cai gọi là hạt đời mà không ai tin. Trong tất cả các loại hồn, em thích nhất là hồn chương 3. Em rất thích trẻ em, tác phẩm của Thạch Lam có tận 2 đứa, vì thế tác phẩm 2 đứa trẻ. Ôi giời ơi! Sáng nay bí quá tao tính viết, trong tất cả các loại từ, em thích nhất là từ ấy. Trong tất cả các loại người, em thích nhất là người con gái Nam Xương. Còn nữa chưa? Trong tất cả các loại lòng, lòng chó, lòng lợn, lòng gà, lòng vịt, lòng nào cũng ngon, nhưng đặc biệt nhất vẫn là lòng yêu nước. Oh my god! Như chúng ta đã biết, lão Tôn có 72 phép thần thông, lão Chư có 32 phép, nhưng tao muốn giới thiệu về lão Hạc, người chỉ có một phép biến hình một lần duy nhất. À đâu? Em quen rất nhiều chị, nhưng em thích nhất là chị dậu của nhà ông Nam Cao. Tại sao các đại hiệp võ lâm không đi làm mà vẫn có tiền tiêu xài? Ở dơ nữa, có bộ đồ mặc từ đầu tới cuối phim chưa thay. Lang thang săn bắt hái lượm ăn cây cỏ hoa lá sống qua ngày, có khi đi ị tuột từ cành cây này sang cành cây khác là sạch đít. What? Bài viết rất sâu sắc, hợp tình hợp lý. Ngày trước cứ thắc mắc, tưởng đâu mấy cao thủ đi đánh nhau xong cướp được kiếm xịn mang đi bán giống kiểu chơi MU, võ lâm truyền kỳ các thứ. Có cần tiền đâu, nó ở chợ ăn uống tới khúc tính tiền đánh lộn rồi mạnh ai nấy giọt. Thời nay có người nổi tiếng, ngày đó có người nổi danh, họ đi tham gia event võ lâm, dự tiệc khai trương, đại hội các thứ, đều được tặng ngân lượng hết mà. What the hell? Thời đó trộm cướp nhiều, mấy đại hiệp làm một kèo ăn cả năm rồi nhé. Thật ra thì sách kiếm vào quán, ăn một bữa hoành tráng, thế nào cũng có gây gỗ đánh nhau, bay nhảy tung tóe, sau đó bay ra ngoài đánh tiếp, cuối cùng không thấy ai quay lại tính tiền và đền bù thiệt hại. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.